Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một tổ chức tập huấn kỹ năng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024. Hội nghị đã triển khai một số nội dung các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, việc thực hiện thành phố không rác trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, hội nghị còn giới thiệu các nguyên tắc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác.